Chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của Yêu Luân Dễ Thương. Đây là một cái video nằm trong series Luân Đi Làm, tức là mình muốn chia sẻ với các bạn về những cái kinh nghiệm của mình khi mà mình đi làm để mà mình làm việc hiệu quả hơn nè, vui vẻ hơn nè. Và video ngày hôm nay đúng là về chủ đề đó luôn. Mình muốn kể với các bạn là cách mà mình đã làm việc giữ cho mình có năng suất cao, nhưng mà đồng thời mình vẫn vui vẻ, mình vẫn enjoy cái việc mà mình đi làm, chứ nó không phải là một cái gì đó quá căng thẳng. Rồi bây giờ vô luôn ha. Mình nghĩ một trong những cái việc rất là quan trọng giúp cho mình có thể làm được năng suất cao, đó là mình sắp xếp được mình cần làm cái gì, mình sắp làm cái gì, mình muốn làm cái gì. Để mình cho các bạn coi, ở đây á, là mình sử dụng một cái ứng dụng tên là Notion mà mình nghĩ là các bạn cũng nên xài. Thì ra mình cũng mới chuyển qua Notion gần đây thôi, nhưng mà mình rất là thích luôn. Thì các bạn thấy đó, đây là danh sách những cái việc mà mình đang có ý tưởng nè. Và đây là những cái việc mà mình cần phải làm, là mình chốt đã làm rồi nè. Ngoài ra thì khi các bạn kéo qua, các bạn cũng sẽ thấy được là mình có một cái cột tên là Task hôm nay. Đó, thì ở trong cái cột task hôm nay á, mình để sắp xếp từ ngày hôm trước những cái thứ mà mình dự tính làm. Thì như vậy ngày đó lúc mà mình mới thức dậy, mình chỉ cần coi qua task hôm nay là à, tôi biết hôm nay tôi sẽ phải nói về con Dreamy Day 10 Plus nè. Hôm nay mình sẽ làm cái video cách mình làm việc năng suất với Galaxy S22 Ultra nè. Đó, thì khi mà mình có một cái task list như vậy rồi, mình rất là dễ sắp xếp cái thời gian trong ngày của mình để mình tiếp tục mình làm cho nó suôn sẻ trôi chảy. Trước đây mình từng chia sẻ với các bạn á, là trong cái task hôm nay á, các bạn đừng có để nhiều item trong đó quá. Như mình á, mình để chỉ có 3 cái thôi, thấy không? Mình không để nhiều, tại vì để nhiều mà bạn không làm hết nó cũng vậy à. Ngoài ra mình biết là cái sức của mình trong một ngày mình có thể quay tối đa có 3 cái video thôi, cho nên là mình chỉ để nó vào như thế này. Tất nhiên là mình vẫn còn một số cái việc khác nữa, nhưng mà nó nằm ở một cái bút khác. Từ những cái việc đó thì nó của công ty này nọ, cho nên không có show lên đây cho các bạn xem được. Nhưng mà các bạn cũng nên giới hạn những cái việc mà mình làm trong công ty cũng chỉ khoảng 2 hoặc là 3 task mỗi ngày thôi ha. Đừng có ham hố add vào nhiều quá rồi không làm kịp hay là không làm hết, thì lúc đó tự nhiên bạn lại có cái cảm giác chán nản nữa. À, bữa giờ thì mình vẫn đang còn test con Galaxy S22 Ultra này các bạn. Mình muốn review con S22 Ultra này theo một cái cách khác bình thường, không phải là một cái video mà mình ngồi xong rồi mình kể lể tính năng từ đầu đến cuối nữa. Hiện tại mình đã xài con Galaxy S22 Ultra được hơn 1 tháng rồi, và trong thời gian gần đây á, là rất ít khi nào mình xài những con Android mà có thời gian dài như vậy. Cái lần cuối cùng mình xài dài như vậy là con Galaxy Z Fold 3. Và con Galaxy S22 Ultra nó thật sự tốt và nó thật sự làm cho mình cảm thấy hứng thú, cảm thấy hào hứng để mà mình xài nó. Màn hình của nó to đẹp nè, màn hình 120Hz, vuốt cuộn cái gì cũng mượt mà hết nè. Rồi thiết kế thì đẹp nè. Rồi tí nữa mình cũng sẽ nói với các bạn một chút xíu liên quan tới S Pen cũng như là mấy cái tính năng camera. Và bây giờ thì chúng ta đi qua một kế tiếp ha. Điểm kế tiếp mình muốn chia sẻ với các bạn đó là dù mình làm gì, mình cũng luôn sắp xếp cái công việc của mình thành một cái workflow, hay dịch ra tiếng Việt là luồng công việc, hay còn gọi là quy trình á. Khi mà các bạn làm bất cứ thứ gì mà các bạn có một cái quy trình thì các bạn cứ theo đó mà các bạn làm thôi. Nó sẽ nhanh, gọn, nó sẽ bớt cái việc mà các bạn quên chỗ này chỗ kia, và nó sẽ bớt đi được cái thao tác mà bạn phải nghĩ rồi bạn phải làm gì tiếp theo. Ví dụ ha, với cái việc mà mình quay video thì bởi vì mình đã làm vài lần rồi thì mình biết là à, đầu tiên á, việc đầu tiên là mình phải set up cái chân máy, sau đó mình đi lấy cái máy ảnh mình gắn lên. Nhưng mà trước khi mình gắn cái máy ảnh á, thì mình nhớ check thẻ nhớ, nhớ check về pin, tại vì một khi đã gắn cái máy ảnh lên chân máy rồi thì sẽ rất là mất thời gian để mà thay thẻ nhớ hoặc là lắp pin vào. Nếu như mà mình đã không gặp những cái vấn đề này trước rồi và mình không đưa nó vào một cái quy trình thì chắc chắn là sẽ có những lúc mình quên check cái đó đi. Lúc mà mình setup chuẩn bị ngồi vô quay như thế này mới phát hiện nó gần hết pin, cho mới phải đi thay, đúng không? Tự nhiên nó ngắt cái luồng làm việc của các bạn, và có thể nó tốn thêm của các bạn vài phút, thậm chí đến 5-10 phút nữa mà không đáng chút xíu nào hết. Hiện nay á, một ngày mình quay khá là nhiều video, mình quay cả YouTube, mình quay cả TikTok luôn. Nếu mà mình không tổ chức cái công việc của mình thành workflow á, chắc chắn sẽ rất là mất thời gian. Và sẵn chia sẻ với các bạn về cái camera trên con Galaxy S22 Ultra này, thì bữa giờ các bạn thấy những clip TikTok của mình á, có rất nhiều clip là mình quay cả clip cũng như là footage thì mình quay bằng con Galaxy S22 Ultra. Camera của S22 Ultra năm nay làm tốt hơn năm ngoái rất là nhiều. Trước đây á, những con Galaxy S của Samsung thì mình thấy là quay phim nó bị vấn đề về white balance không có được tốt lắm. Thì năm nay á, cái việc mà auto white balance trên con Galaxy S22 Ultra nó tốt hơn rất nhiều. Nó làm cho cái video màu sắc của mình nó thực hơn, nó ấm hơn, nó giống với lại những gì mà mình thấy hơn, chứ nó không còn bị quá xanh như ngày xưa nữa. Ngoài ra, Galaxy S22 Ultra còn cho phép bạn chụp ảnh RAW nếu như bạn chụp ở chế độ chuyên nghiệp. Thì cái ảnh RAW này tức là dữ liệu được đưa vào file nó sẽ không bị nén như là khi các bạn sử dụng ảnh JPEG.
Nếu như mà bạn có nhu cầu chỉnh sửa ảnh hậu kỳ thì các bạn nên chụp ảnh RAW, bởi vì lúc đó dữ liệu nó được ghi nhận nhiều hơn mà. Cho nên khi các bạn chỉnh sửa, các bạn tăng sáng, các bạn tăng những chi tiết ở vùng tối lên, hoặc chỉ đơn giản các bạn chỉnh màu thôi, nó cũng sẽ có tác dụng tốt hơn rất 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 nhiều lần so với là cái việc mà các bạn chỉ chụp ảnh JPEG. Lúc mà mình đi làm á các bạn, thì mình cũng tạo thành một cái workflow để mình làm việc với team. Khi một cái dự án triển khai thì mình cần phải làm gì, lúc mà mình nghiệm thu thì mình phải làm gì, lúc mà mình gặp vấn đề với user thì mình phải làm gì, mình cần phải đi gặp ai để mình giải quyết. Khi mà mình đã hình thành những cái workflow vậy rồi, việc nó chạy đã lắm. À, có một cái này nữa mà các bạn cũng nên để ý, đó là cái workflow của các bạn á, khi các bạn đã bắt đầu áp dụng nó rồi thì nó vẫn sẽ tiếp tục thay đổi, và nó thay đổi có thể mỗi lần một chút, đó chính là cái bản chất của việc tối ưu hóa hay là optimization đó. Các bạn coi những chỗ nào mà nó chưa tiện thì các bạn tối ưu nó dần dần, một chút chỗ này chỗ kia. Dần dần các bạn sẽ, có thể là sau một tháng chẳng hạn, các bạn sẽ đạt được một cái workflow mà cứ bật lên là chạy, thì tới lúc đó xin chúc mừng, việc của các bạn sẽ cực kỳ năng suất. Một cái nữa mà mình cũng muốn chia sẻ với các bạn, đó là khi các bạn nảy ra những ý tưởng nào đó thì các bạn nhớ ghi nó lại. Đây mình cho các bạn coi, mình có hẳn một cái cột dành riêng cho ý tưởng luôn. Đó, có một cái cột tên là ý tưởng muốn làm nè, mình ghi trong Notion luôn. Thì khi mình lưu lại như thế này, mỗi khi mà mình cần ý tưởng để mình làm, mình không cần phải suy nghĩ nữa. Tại vì bình thường á, cứ có suy nghĩ là nó add vào đây rồi. Mình chỉ cần kéo cái ý tưởng muốn làm đó qua trong cái cột hôm nay muốn làm là xong. Cái việc này nó cũng áp dụng với là những cái việc technical mà mình đang làm. Ví dụ như mình nghĩ ra một cái giải pháp hay hơn để tổ chức một cái hệ thống, mình nghĩ ra một cái giải pháp hay hơn để mà cái luồng video đẩy về cho AI camera của mình á, nó có thể chạy được với mức nén cao hơn, tức là băng thông nó ít tốn hơn chẳng hạn. Thì tất cả những ý tưởng dù bạn đang làm gì thì cứ ghi chú lại. Ngoài ra thì cái tính năng này chắc là mình phải share với các bạn chắc phải 3-4 lần rồi. Đó là cái Quick Note. Khi mà các bạn rút cái bút từ con SM2 Ultra ra thì các bạn có thể nhanh chóng ghi chú lên ngay màn hình luôn. Các bạn không cần phải unlock máy, không cần phải làm gì hết. Đây là một cái tính năng cực kỳ tiện để các bạn có thể capture được ý tưởng của mình. Và bạn có thể vẽ nó xuống theo hình ảnh luôn, chứ không chỉ là các bạn gõ text không. Một điểm nữa mà mình nghĩ rất quan trọng trong cái việc giữ cho mình có cái hiệu suất làm việc cao á, đó là mình luôn có những cái khoảng nghỉ ngơi. Nghe khá là lạ ha, nhưng mà thật ra cái việc mà các bạn có thể cân bằng được giữa ăn chơi và cân bằng được với cái việc làm của các bạn nó siêu quan trọng luôn. Bây giờ người ta vẫn nói là bây giờ không có work-life balance, đúng không? Đúng, mình đồng ý với chuyện đó. Nhưng mà các bạn vẫn phải có những cái thời gian nghỉ, gọi là break ra. Tại vì các bạn không thể nào tập trung trong một thời gian quá dài. Các bạn tập trung trong thời gian quá dài thì cái sự tập trung đó nó giảm đi, đầu óc các bạn kiểu như nó mụ mị đi á, nó không có còn suy nghĩ tốt nữa. Thì đó là những cái lúc mà các bạn có thể break ra, các bạn có thể đi bộ, các bạn có thể đi chơi. Như mình á, thì là mình có thể đi bơi trong những cái khoảng thời gian mình rảnh. Hoặc các bạn chỉ có thể đơn giản là các bạn lấy game ra các bạn chơi cũng được. Các bạn chơi trong khoảng 15 phút rồi sau đó các bạn quay lại làm việc, chẳng ai than phiền gì hết. Miễn là các bạn vẫn có performance cao, miễn là cái việc của các bạn xong và thậm chí sớm hơn deadline thì đâu có vấn đề gì đâu, đúng không? Đặc biệt với những bạn nào work from home giống như mình thì cái khoảng thời gian nghỉ của các bạn nó càng cần thiết hơn nữa. Tại vì lúc mà các bạn ngồi trong một cái môi trường chỉ có một mình các bạn dễ tập trung quá mức và các bạn quên luôn thời gian. Cho nên có thể các bạn canh canh khoảng 1-2 tiếng, nếu mà bạn nào không canh được thì có thể cài reminder hay gì đó để mà nó nhắc các bạn có những cái khoảng nghỉ ngơi ha. Rồi lúc các bạn nghỉ ngơi thì các bạn muốn làm gì cũng được, các bạn lên web, các bạn coi video, các bạn tranh thủ thêm Netflix, các bạn coi YouTube. Hoặc là như mình thì lâu lâu thì mình cũng có lấy game ra chơi vào cái giờ trưa hoặc là cái giờ mà khoảng 5 giờ rưỡi lúc mà mình xong việc rồi á, đang đợi vợ về ăn cơm thì mình cũng tranh thủ nghỉ ngơi, mình lấy Call of Duty ra mình chơi. Khi mà mình chơi Call of Duty Mobile trên con Galaxy S22 Ultra này thì mình thấy cái trải nghiệm khá là ngon. Thứ nhất là chơi trong thời gian dài mà mình không có bị giảm hiệu năng. Thứ hai là cái màn hình của nó to mà lại thêm 120Hz nữa, cho nên những cái chuyển động hay là những cái animation nó đều mượt hơn. Và trong suốt cái quá trình chơi, dù là có thể lên nửa tiếng hay một tiếng, thì mình thấy con máy này nó cũng có ấm lên đó, nhưng mà nó không bị nóng quá nhiều và nó cũng không giảm hiệu năng. Với cái cấu hình gần như là top thị trường hiện nay của những con Galaxy S22 Ultra hoặc là những con Galaxy S22 nói chung ha, thì gần như các bạn không cần phải lo lắng về cái chuyện performance. Các bạn muốn làm cái gì nó cũng làm được hết. Các bạn muốn edit video, các bạn muốn chỉnh hình ảnh, các bạn muốn chơi game giải trí nhẹ nhẹ với thời gian, cho tới những tựa game FPS đòi hỏi cái sức xử lý mạnh, nó đều có thể handle tốt. Bạn không phải lo lắng gì về hiệu năng ha. Coi như mua con máy này về thì quên mấy cái vụ performance đi, đừng có để ý tới nó nữa. Ngoài ra mình còn thích Galaxy S22 Ultra ở cái thời lượng pin. Mình xài con máy này cả ngày mà không phải sạc lại là chuyện rất bình thường nha. Các bạn có thể xài tới tối, đi ăn đi uống với bạn bè về mà nó vẫn còn pin, cắm sạc lúc đó cũng được, hoặc là để tới sáng hôm sau cắm sạc cũng được, nó còn có sạc nhanh 65W nữa. Ngoài ra mình nghĩ là để đạt được cái năng suất cao thì còn có hai yếu tố nữa mà các bạn cần phải để ý. Thứ nhất, các bạn phải tự ý thức được rằng mình cần phải tập trung,
để làm xong cái việc của mình trong thời gian ngắn nhất có thể. Tại vì các bạn cứ delay nó, các bạn cứ trì hoãn nó thì nó cũng đâu có xong được đâu. Và thứ hai là các bạn phải kỷ luật. Kỷ luật với chính bản thân mình, giờ nào nghỉ ngơi, giờ nào chơi, giờ nào làm việc. Hoặc là giờ nào làm việc của công ty, giờ nào làm việc freelance của các bạn thì các bạn phải tự kỷ luật với bản thân mình lúc đó. Thì cái việc của bạn nó mới nhanh được, và lúc đó các bạn có thể là các bạn có 2 job hoặc là 3 job nhưng các bạn vẫn sẽ làm việc năng suất. Ở tất cả các công việc các bạn đều sẽ hoàn thành nó xuất sắc và các bạn nhận được cái khoản tiền tương ứng. Đó mới là cái quan trọng ha. Mình nghĩ cái yếu tố kỷ luật này là một những cái thứ quan trọng nhất đối với mình luôn. Nó quan trọng hơn cả những cái tips lúc nãy mình chỉ các bạn luôn á. Và cái này thì không có công cụ hay là app hay là thiết bị nào có thể hỗ trợ được các bạn hết. Chỉ có chính bản thân các bạn mới có thể tự đưa ra được cái nền nếp cho chính mình mà thôi. Và việc này đòi hỏi các bạn sẽ phải tập luyện ha. Nhưng mà các bạn sẽ làm được thôi, đừng có quá lo lắng. Mình đã tập cái này từ rất là lâu rồi và mình đã làm được, thì không có lý do gì mà các bạn không làm được hết. Nếu các bạn thắc mắc là sao cái video này giống quảng cáo Galaxy S22 Ultra quá vậy thì đúng rồi các bạn. Mình đang quảng cáo S22 Ultra nhưng nó thật sự tốt. Mình đã cầm nó, mình xài nó và mình rất thích. Cho nên mình mới nói với Samsung là ok, bây giờ mình hợp tác với nhau làm nguyên một cái series. Không phải là chỉ review ngồi chi tiết, ngồi nói về cái máy không, mà mình nói về cái cách mà mình xài nó mỗi ngày để các bạn nhìn qua, các bạn cũng có thể thấy được là những lợi ích thực tế của nó ra sao. Và nếu mà các bạn thích á thì các bạn có thể mua Galaxy S22 Ultra ha. Mình có để cái đường link ở bên dưới phần description. Galaxy S22 Ultra năm nay mình thấy cải tiến khá là lớn từ cái việc mà nó sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 1 này, cho tới cái thiết kế của nó và đặc biệt là camera, khoảng quay phim đã tốt hơn rất là nhiều. Rồi vậy ha, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.